Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 211. Đào Hoa cực kỳ bất đắc dĩ, nhìn quanh chỉ thấy trưởng mâu chĩa vào mình, phụ hoàng chất vấn nhi thần trước mà không nhìn xem nhi thần đang ở hoàn cảnh như thế nào sao? Tránh ra hết, gia vụ đế nhíu mày, thật sự muốn đưa chẫm vào chỗ chết sao? Lữ thị dừng lại, bất đắc dĩ phất tay cho mọi người tản ra, nhìn thiên bách mi mang hoàng đế và đào hoa trường quyết thoát khỏi vòng vây, cho đến khi ra khỏi cửa cung mới thả hoàng đế trở lại. Chật vật ngã ngồi xuống đất, gia vũ đế giận dữ, hét lên, vô liêm xì. Phụ hoàng, khương tố hành đến diều ông, cao mày nói, ngài không biết thiên bách mi là người như thế nào sao? giữ hắn lại chỉ là mối họa thôi. Chấm đương nhiên biết rõ, nhìn ra bên ngoài cửa cung, ra vũ đế cắn răng, nhưng ai có cách nào với hắn đây? Trước đây chúng ta không bắt hắn làm con tin, nhưng bây giờ thì nên biết. Khương Tố hành hí mắt, chỉ cần dùng mạng của Khương Đào Hoa để uy hiếp, Thiên Bách mi chắc chắn sẽ tuân theo. Họ liên tục không phát hiện mối quan hệ giữa Thiên Bách mi và Khương Đào Hoa. Khi phát hiện ra, Khương Đào Hoa đã lấy chồng ở xa. Bây giờ nàng trở về, sao có thể không lợi dụng? Thiên Bách Mi chưa bị tiêu diệt, họ ngủ cũng không yên. Gia vụ đế hạ mắt xuống, suy nghĩ nghiêm túc một lúc lâu, rồi nhẹ gật đầu. Thiên Bách Mi ôm đào hoa chạy như bay, Khương Trường quyết dùng khinh công theo sau. Chạy được nửa đường, Thiên Bách Mi không nhịn được cúi đầu nhìn người trong ngực, tiểu tử, ngươi lại nặng thêm phải không? đào hoa sững sờ, đưa tay nheo nheo bụng, này. Hình như có mập thêm một chút, nếu sư phụ không thể ôm nổi, để thiếp tự đi nhé. Chỉ là hỏi một chút thôi, xương cốt của ngươi nhẹ nhàng, vi sư vẫn còn ôm được. Nhìn thấy người đứng trước cửa quân doanh, thiên bách mi hơi ngạc nhiên, ngụy đế. Mục vô hạ lại rời cung sao? Biết trước sẽ thế này, nên khi dạ tiệc tan, trẫm liền chạy tới đây. Nhìn đào hoa trong ngực hắn, Mục vô hạ khẽ nhíu mày, đưa tay đỡ nàng xuống đất, tỉ tỉ có mang, đừng để hành hạ mình như vậy. Có mang, thiên bách mi mặt trắng nhợt, kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng, đào hoa gượng cười, nhất thời không biết giải thích thế nào, chỉ có thể kiên trì đáp lời mục vô hạ. Sau đó nói, chúng ta và phụ hoàng e rằng không thể bàn bạc được, kính xin bệ hạ giúp một chuyện, giúp trường quyết đoạt lấy ngôi vị đế quốc này, sau đó hai nước vĩnh viễn liên minh không xâm phạm lẫn nhau, giao thương, cùng hưởng thịnh vượng như thế nào. Mục vô hạ dừng lại, trầm ngâm một lúc mới nói, chấm vừa nhận được tin tức từ thừa tướng, đại quân đã đóng ở biên giới triệu quốc, vài ngày nữa sẽ tấn công triệu quốc. Ý tưởng của tỷ tỷ, chấm đồng ý, nhưng thừa tướng hiện giờ có vẻ không nghe lời chấm. Cái gì, đào hoa trợn tròn mắt, hắn muốn tấn công triệu quốc. Vì sao? Thừa tướng luôn có ý định tấn công triệu quốc, bây giờ là cơ hội tốt. Hắn chọn nắm lấy cơ hội này, chậm cũng không man cản. Mục vô hạ thở dài, chỉ là ngươi và phu quân nên làm thế nào đây? Mặt trắng nhợt, đào hoa cắn răng, hoàng thượng sẽ giúp hắn từ bên trong tấn công triệu quốc. Chấm xe không, mục vô hạ lắc đầu, chấm đã nói rằng chấm thấy lúc này tấn công triệu quốc không ổn, thừa tướng cố chấp, thì chấm cũng sẽ cố chấp. Tuyệt vời, Đào Hoa nắm chặt tay, chờ trận chiến này kết thúc, thiếp nhất định sẽ báo đáp bệ hạ thật tốt. Mục vô hạ nở nụ cười, phất tay cho người sửa soạn vài doanh chướng để họ nghỉ ngơi. Đào Hoa định trò chuyện với Trường Quyết, nhưng sư phụ của nàng lại nói, ta có chuyện cần bàn với Trường Quyết, ngươi đi nghỉ trước đi. Nhìn hai người này, Đào Hoa nhíu mày, có phải các ngươi đang giấu ta chuyện gì không? Trường Quyết lắc đầu. Thiên Bách Mi cũng lắc đầu, cả hai đều bình thản, không có. Nghi ngờ nhìn họ một lúc, đào hoa gật đầu, trở về doanh trướng của mình. Chủ tử, thanh đài trải xong giường, lo lắng nói, thừa tướng muốn tấn công triệu quốc, làm sao đây? Dù ngài có giúp tam hoàng tử đoạt ngôi vị hoàng đế, triệu quốc cũng khó mà giữ được. Đào hoa cũng có chút sợ, thầm tại giã phái người đuổi nàng xa như vậy, nàng tưởng rằng hắn sẽ e dè nàng một chút, không ngờ lại quyết định tấn công. Hiện giờ thứ duy nhất trong tay nàng có thể đàm phán là cái bụng này, nhưng nhưng cái bụng này cũng là giả mà. Thanh Đài ngã xuống giường, Đào Hoa nhắm mắt nói, ngươi có thể thỉnh thần tiên nào biến cái bụng này thành thật không? Thanh Đài sững sờ, bất đắc dĩ nói, chủ tử, nô tỳ làm sao có cách nào. Nhưng, dấu hiệu của ngài và mang thai thật không khác mấy, cũng có thể tạm thời che giấu được thừa tướng vừa dứt lời, phía sau tấm bình phong trong lều vang lên tiếng đồng. Đào hoa sững sờ, lập tức đứng dậy, thanh đài phản ứng cực nhanh, xoay người kéo toàn bộ bình phong ra. Tử Yến quy mặt mày khó coi, không định né tránh nữa, bước đến trước mặt Khương Đào Hoa, ngươi lừa gạt hắn. Khóe miệng giật giật, Đào Hoa gượng cười, vạn bất đắc dĩ. Ngươi, Tử Yến quy xoa chán, có chút bất đắc dĩ nói, người có biết hắn vì cái bụng này của ngươi mà giữ bao nhiêu tâm. Kết quả là, nó lại là giả sao? Ánh mắt u ám, đào hoa gật đầu, không còn cách nào, chỉ mình ta, hắn sao có thể dễ dàng buông tha. Nếu không dựa vào cái bụng này, ta cũng không thoát khỏi đại ngụy. Ta không có ý đó, tự yến quý hí mắt, hắn không chỉ quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng ngươi, mà còn quan tâm đến cả ngươi, ngươi không nhận ra sao? quan tâm là một chuyện. Đào hoa cười, nhưng ngươi xem, hắn vẫn hạ lệnh tấn công triệu quốc đấy thôi. Suy nghĩ xem tương lai của ta và hắn sẽ ra sao. Khẽ nghẹn, từ ứng quy dịu dòng, ta lần này đến, vốn là muốn mang ngươi về để khuyên hắn, rõ ràng rất quan tâm ngươi, nhưng lại muốn tấn công triệu quốc, không ai biết hắn nghĩ gì, ngay cả lời bệ hạ cũng không nghe. Vô dụng, đào hoa lắc đầu, hắn đã quyết định như vậy, ta cũng không ngăn được hắn. Hơn nữa, việc đã đến nước này, ta càng không thể rời đi. Nếu sau này hắn thật sự tấn công kinh đô, ta sẽ chở hắn trên tường thành. Tổng muốn dùng hết sức lực cuối cùng, thử xem có thể giữ được thiên hạ triệu quốc này không? Tự Yến Quy có chút tức giận, lại có chút lo lắng, cau mày nói, thực không hiểu nổi hai người các ngươi đang suy nghĩ gì, hãy bỏ qua những chuyện phàm trần này, cùng nhau ẩn cư đi. Ta cũng muốn, Đào Hoa mỉm cười, nhưng thừa tướng của các ngươi có thể cam lòng từ bỏ cẩm tú giang sơn này sao? Từ Yến quy im lặng. Thanh Đài cao mày nói, nếu đã muốn khai chiến, vậy đại nhân và chúng ta là địch không phải bạn, xin hãy mau rời đi. Thở dài, Từ Yến quy nhắm mắt, ta vốn muốn mang ngươi về để hắn yên tâm, nhưng nếu ngươi mang thai giả, trở về sẽ gặp nhiều trắc trở, thôi thì bỏ qua. Về phần sau này thế nào, ta không nói được, ngươi tự bảo trọng. Đào hoa gật đầu, hướng hắn thi lễ một cái, đa tả. Tử Yến Quy là người có tình nghĩa, biết rõ nàng lừa thầm tại giã, nhưng không phản đối nàng, phần ân tình này cũng đáng ghi nhớ. rèm trướng bị vén lên rồi rơi xuống, trong doanh trướng trở lại yên tĩnh, đào hoa nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm. Gạt người thực sự không dễ chịu, để tự yến quy về nói rõ cũng tốt. Nhưng thẩm tại giã sẽ phản ứng thế nào đây? Thiên Bách Mi đang ở một doanh chướng khác thử dùng nội công trừ độc cho trường quyết, nhưng giống như đào hoa trước đây, dù hắn hao tốn bao nhiêu chân khí, cổ độc vẫn vững vàng ở đan điền của họ, không cách nào di chuyển. Sư phụ, coi như hết, trường quyết dừng vận công, cười khổ nói, như vậy cũng tốt, xem như cùng tỷ tỷ đồng cam cộng khổ, chỉ cần có thể lấy được giải dược cuối cùng là đủ rồi. Thiên Bách Mi nhíu mày, định nói cho hắn biết không có giải dược, nhưng lại cảm thấy quá tàn nhẫn với đứa bé, chỉ có thể nhịn lại, thu hồi nội tức. Người nhớ uống thuốc đúng hạn, hắn giận dò, ngàn vạn lần đừng để tỷ tỷ của ngươi phát hiện. Vâng, ta hảo, trường quyết gật đầu, nhìn hắn nói, sư phụ cũng vất vả rồi, sớm đi nghỉ ngơi đi. Được, Thiên Bách Mi gật đầu, ra khỏi danh chướng, suy nghĩ một chút, rồi hướng về Hoàng Cung dù không có giải dược cuối cùng, cũng phải để Lữ làm thêm chút ít thuốc mỗi tháng, để phòng ngừa nàng lại dở trò. Đã là lúc đêm khuya, trong cung hoàn toàn yên tĩnh, thiên bách mi như thường ngày lặng lẽ đến hoàng hậu cung, lại bất ngờ nghe thấy có người nói chuyện. Mẫu hậu, ngài thậm chí lừa cả thiên bách mi sao? Khương Tố hành kinh ngạc nói, cổ độc có giải dược. Thiên hạ có độc thì phải có giải, chính hắn ngu xuẩn, thật nghĩ khương đào hoa hết thuốc chữa có thể trách ai lữ thị cười lạnh giải dược chỉ có một viên bản cung đã giấu ở giữa hồ đảo ngươi đừng nói cho ai biết dạ khương tố hành cười híp mắt đáp thiên bách mi dựa vào cửa sổ bên ngoài nghe những lời này ngẩn ra một lát rồi không nói hai lời hướng về đảo giữa hồ trong cung có giải dược trước đây hắn suýt giết lữ thị nàng cũng không chịu nhả ra hóa ra là lừa hắn trong lòng một trận vui mừng, Thiên Bách Mi không nghĩ nhiều, trực tiếp phóng về đảo giữa hồ. Đảo giữa hồ xem như kỳ cảnh trong Triệu Quốc Hoàng cung, hồ không lớn, nước cũng không sạch sẽ, nghe nói uống vào sẽ ra bệnh sởi mà chết, nên bình thường không ai đến gần. Thế nhưng trong hồ có một hòn đảo nhỏ, trên đó có một cung điện đơn giản, không ai biết dùng để làm gì, chỉ thỉnh thoảng thấy người chèo thuyền qua lại. Thiên Bách Mi đã đi qua nơi này trên đảo toàn bộ đều là vật quý của hoàng thất, nên lời Lữ thị có phần là thật, hắn tất nhiên muốn đến lấy. Phi thân về phía đảo, vừa định rơi xuống đất, từ bốn phương tám hướng bay tới vô số mưa tên, lóe lên ánh sáng lạnh muốn bắn hắn thành con nhím. Mắt híp lại, Thiên Bách Nghi nghiêng người né qua, nhưng mưa tên quá dày đặc, tay chân đều bị thương, lại đau lòng vì áo choàng bị xé rách. Nhíu mày cởi áo khoác ra, Thiên Bách Mi quét mắt nhìn bốn phía, cười lạnh, "Còn không ra?" Mười mấy bóng đen im lặng xuất hiện xung quanh hắn, thần sắc của hắn cuối cùng nghiêm túc hơn một chút. Chương 212. Thiên Bách Mi không phải là người ngu ngốc, hắn biết rõ hơn phân nửa những người này đã chờ hắn từ sáng sớm. Tuy nhiên, nhìn về phía cung điện trên đảo, hắn quyết định tiến lên xem thử. Đáng tiếc hôm nay mặc áo bảo trắng, hắn nhíu mày lẩm bẩm, máu của các ngươi có thể đừng văng lên được không? bóng đèn tứ phía dừng lại, sát khí lan tỏa khắp nơi. thiên bách mi cười to, bay lên trời, phá vỡ trận pháp của bọn họ. tuy nhiên, dù võ công cao cường đến đâu, hắn vẫn chỉ là người phàm, bị nhiều cao thủ vây công cũng khó tránh khỏi bị thương. áo bào trắng từ từ bị nhuốm máu, không biết là máu của hắn hay của người khác, như những đóa mẫu đơn đỏ tươi, nở rộ trông rất đẹp mắt. 10 bóng đen cuối cùng còn lại 8, cả 8 người đồng loạt chạy, thiên bách mi phủi tay, rốt kiếm tiếp tục đi vào trong. Không ngạc nhiên, mở cửa cung điện lại gặp một chuỗi cơ quan vi tiêu, thiên bách mi vung kiếm ngăn cản, trực tiếp tiến vào tìm đồ. Đại danh đỉnh đỉnh đứng đầu tam quốc tứ thần mà lại ngu xuẩn thế này sao? Khi đang tìm kiếm, thiên bách mi nghe thấy một giọng nói, có chút quen thuộc. Quay đầu lại, hắn nhận ra đó là ngô càng. Ngô Càng cũng là một trong Tam Quốc Tứ Thần, chỉ là chưa từng giao đấu với hắn, hẳn là người của Ngô Quốc, sao lại đến đây? Thiên Bách Mi khẽ cười, lắc lắc mái tóc trắng, nhìn hắn hỏi, ngươi đến đây có việc gì? Nhìn máu me khắp nơi và vết thương trên người Thiên Bách Mi, Ngô Càng cười, ta tất nhiên chờ ở đây để giết ngươi, để đoạt lấy vị trí. À, Thiên Bách Mi gật đầu, tiếp tục tìm kiếm xung quanh muốn đánh thì chờ ta tìm xong đồ đã. Người vẫn chưa hiểu sao, ngô càng diễu cợt, đây căn bản là cây bẫy, cô y muốn dẫn ngươi vào trong, ngươi còn tưởng là thực đã tới nơi rồi. Thân thể cứng đờ, thiên bách mi từ từ quay đầu nhìn hắn, bẫy sao? Các nàng lừa ngươi, không có giải dược, còn hòn đảo này sẽ là nơi chôn thân của ngươi. Ngô càng rút kiếm lao tới. Thiên Bách Mi không kịp phản ứng trên vai bị một kiếm chém tới lui về sau hai bước nhíu mày nói nhỏ gạt ta sao giải dược đó là giả nàng còn sống không được ngô càng sững sờ rồi nhíu mày ngươi điên rồi muốn đứng yên cho ta giết vậy ta sẽ cung kính không bằng tuân lệnh ngô càng giơ kiếm xông tới lần nữa trong mắt tràn đầy hưng phấn nhưng thấy nam nhân tóc trắng áo dính máu như đột nhiên phản ứng lại toàn thân sát khí tăng vọt nắm lấy kiếm của hắn trực tiếp lật ngược người hắn đập xuống đất người muốn chết thiên bách mi mắt đỏ rực không cần vũ khí một cước đạp gãy xương sườn hắn rồi trở tay bẻ gãy xương cốt và gân mạch toàn thân của hắn toàn bộ quá trình không tới một nén nhang ngô càng trợn tròn mắt toàn thân đau đớn khiến hắn không kìm nổi hô to tiếng kêu rên vang vọng nửa cung điện thiên bách mi không quay đầu lại rời khỏi đảo từ từ tiến vào cung hoàng hậu trên đường gặp cấm vệ cũng khó thoát khỏi sát chiêu của hắn. Máu từ vạt áo sau chảy dài, kéo lê một vệt đỏ dài trên đường. "Mau, mau tìm người bảo vệ, cấm vệ hoảng loạn, lăn lộn đi báo cáo, nhưng càng nhiều người tới, Thiên Bách Mi lại càng hưng phấn, không dùng vũ khí, trực tiếp từng quyền đập vỡ tâm mạch những người này, một đường giết tới cửa cung điện Lữ thị. "Còn không ra sao?" Thiên Bách Mi nhẹ nhàng hỏi khương tố hành ngã ngồi trong cung điện ngần người nhìn nam nhân phảng phất từ địa ngục bước ra há miệng run rẩy nói mẫu hậu mẫu hậu không thấy không thấy thiên bách mi cười dùng bàn tay dính máu nắm lấy cổ nàng nhấc bổng nàng lên giữa không trung lừa ta vui vẻ thế cơ mà trong mắt đầy sợ hãi khương tố hành liều mạng lắc đầu dãy rủa nhưng vô ích thiên bách mi đã nổi giận đôi mắt đỏ rực không ai có thể ngăn cản hắn giết người Hoàng trưởng nữ, tiếng kinh hô vang lên từ bên ngoài cung điện. Khương Tố hành bị nắm cổ đến mức mặt từ đỏ chuyển sang tím, cuối cùng trắng bệch, chân rũ xuống. Chết! Mọi người kinh ngạc không thôi, một nhóm người đi báo tin, một nhóm khác đứng chặn ở cửa run rẩy dơ đao kiếm, thấy ma đầu kia một tay ném thi thể, quay đầu lại nhìn. Tất cả mọi người vô thức lùi lại một bước. Hoàng hậu nương nương của các ngươi đâu? Thiên Bách Mi cười ôn hòa nhưng mắt lại đỏ rực, nếu không ra, ta sẽ phá hủy cung điện này. Một cung nữ bên cạnh bịch một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói, nương nương mới bị người bắt đi. Trưởng công chúa dặn không được tiết lộ tin tức, để tránh dân tâm hỗn loạn. Bị bắt đi, thiên bách mi ngẩn người, rất khó hiểu, ngoài hắn ra, ai còn đủ gan bắt hoàng hậu của triệu quốc. Coi như nàng tránh được một mạng, thiên bách mi cười lạnh, tiếp tục đi ra ngoài không ai dám cản hắn, hắn cứ thế kéo thân mình đầy thương tích, từng bước ra khỏi cung môn. Cái gì làm người ta tuyệt vọng hơn cả tuyệt vọng, chính là trong cơn tuyệt vọng lại được chốt hy vọng, rồi bị bóp tắt ngay trước mắt. Thiên Bách Mi cảm thấy rất mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn không muốn nhìn đào hoa chết trước mình, cũng không muốn thấy nàng chịu đau khổ như vậy. Tại sao trên đời này lại không có giải dược cho cổ độc quyến rũ? Màu đỏ trong mắt dần tản đi, hắn không mục đích đi tới, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cuối cùng, không biết đã đi đến đâu, mệt mỏi quỳ xuống một nửa. Trời đã sáng rồi. Ngàn đại nhân ở cổng doanh trại ngụy, thanh đài vừa mới rời giường, đang chuẩn bị ra ngoài múc nước, lại thấy Thiên Bách Mi toàn thân đầy máu, liền xoay người đi thông báo chủ tử của mình. "Sư phụ!" Thấy hắn toàn thân đầy thương tích, Đào Hoa kinh ngạc sắc mặt trắng bệch vội vàng chạy tới nâng hắn dậy, nhíu mày hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Ngài làm sao thế này? Thiên Bách Mi hoảng hốt liếc nhìn nàng, cảm thấy yên tâm, nhắm mắt gục vào lòng tiểu gia hòa này. Hắn không thấy đường, cũng không biết mình đi đâu, nhưng cuối cùng vẫn có thể tìm được nàng. Thật tốt, nếu sau này nàng không còn trên đời này, hắn có lẽ cũng sẽ tìm đến một con đường để đi theo nàng. Đào hoa nóng này đến mức gần chết, gọi trường quyết ra xem thương và băng bó cho sư phụ của mình trường quyết vô cùng kinh ngạc ai có thể khiến sư phụ bị thương thế này ta cũng không biết đào hoa nhíu mày có một vài vết thương còn mang độc người xem có dược gì có thể sử dụng đại phu sẽ đến ngay được trường quyết đáp đặt thiên bách mi nằm ngang trên giường nhìn vào các vết thương ánh mắt hơi lay động độc trong cung sư phụ lại vào cung sao quay đầu nhìn tỉ tỉ Trường quyết đột nhiên hỏi, Hoàng tỷ có cảm thấy, sư phụ thật sự rất tốt với ngươi không? Bây giờ ngươi còn lòng dạ thanh thản nói chuyện này sao? Đào hoa nhíu mày, sư phụ không phải đều tốt với cả ngươi và ta sao? Trường quyết há to miệng thở dài, rồi thành thật bôi thuốc cho sư phụ. Không trách tỷ tỷ của mình chậm chạp, sư phụ chưa bao giờ thể hiện điều gì. Trước kia còn thề son sắt rằng sẽ không có tình cảm ngoài tình thầy trò với tỷ tỷ cũng không trách nàng không chú ý đến những hành động ôn nhu khác thường của sư phụ. Biên giới triệu ngủy, thẩm tại giã mắt lạnh nhìn xe ngựa từ xa trở lại, chờ hắn gìm ngựa xuống xe, lạnh giọng nói, ai bảo ngươi có thể đi đón nàng tới. Tự yến quy nhớn mày, nhìn vào xe ngựa phía sau, ngươi không muốn gặp Khương Đào Hoa sao? Không muốn, thẩm tại giã nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn dán vào toa xe, ngươi chờ chịu tội đi. Được, ta không nhận tội tự yến quy bĩu môi ta cũng không mang khương đào hoa về trên xe chỉ là lữ hậu thẩm tại giã lòng thắt lại một tiếng thở dài đau đến ngực hắn nắm chặt hít sâu một hơi thẩm tại giã phục hồi tinh thần gật đầu nói ngươi có thể bắt lữ hậu trở lại đó là công lớn giao người cho ngươi moi ra phương thuốc cho ta được tự yến quy gật đầu nhìn hắn có chút do dự có tin tức liên quan đến Khương Thị, ngươi có muốn nghe không? Không nghe, thẩm tại giã xoay người rời đi, mục tiêu tiếp theo là thành biên thứ ba của triệu quốc, ta bận rộn nhiều việc. Thói quen khẩu thị tâm phi này, tự Yến Quy rất rõ, nhưng lần này, hắn thực sự không có ý định chủ động nói cho hắn biết, còn chờ khi nào tâm tình hắn tốt hơn, có thể chịu được thì sẽ nói. Trong một đêm, tình thế triệu quốc hoàng cung đại biến, hoàng trưởng nữ chết thảm, hoàng hậu mất tích, toàn bộ triều đình rối loạn. Gia vụ đế tức giận đến trúng phong, nằm trên giường không nói nên lời. Đào hoa líu lưỡi, sờ cầm hỏi, chẳng lẽ đây là báo ứng? Thiên bách mi ngồi dựa trên giường, liếc mắt, tiểu tử vô lương tâm, đây rõ ràng là vi sư thay ngươi đòi nợ, sao có thể là công lao của báo ứng? Dạ dạ dạ, đào hoa vội vàng quay đầu cười nói, sư phụ là tốt nhất hừ nhẹ ở tiếng, Thiên Bách Mi vẫn còn lo lắng, Hoàng hậu cuối cùng bị ai bắt đi. Đào Hoa cười, đại khái là tự yến quy, ngoài ngài ra, chỉ có hắn có công phu vào cung dẫn người đi mà không gây ra một chút động tĩnh nào. Đúng lúc hắn lại đến tìm mình, đoán cũng đoán được là hắn. Nhưng bắt đi lữ thị có thể làm gì? Khiến triều đình đại loạn, tạo cơ hội công phá. Khương tỷ tỷ, mục vô hạ từ bên ngoài vào, thần sắc khó coi, biên thành triệu quốc cấp báo, thẩm thừa tướng đã bắt đầu công thành. Đào hoa hít một hơi lạnh, vội vàng kéo Khương Trường quyết tiến cung. Trong chiều, các quan lại như rắn mất đầu, đều vây quanh tầm cung hoàng đế. Thấy tỷ đệ hai người, có người nhỏ giọng nói, hiện tại cũng chỉ có hai người này là hoàng tử. Hoan đường, lão ngự sử đại phu cao mày nói, hoàng trưởng nữ chính là bị sư phụ của bọn họ giết chết, để ngồi lên ngôi vị hoàng đế triệu quốc. Các ngươi còn tưởng là thật nếu để cho gian kế của tiểu nhân thực hiện được. Bước chân dừng lại, đào hoa quay đầu liếc hắn một cái, cười nói, thái đại nhân có nhìn thấy chiến báo từ biên thành không? Ngự sử đại phu sững sờ, nhíu mày trầm mặc. Hiện tại, biên thành hết lần này tới lần khác lại có chiến loạn, quốc gia không thể một ngày không có vua. Nhưng, muốn để một trong hai tỷ đệ này lên ngôi, họ thật sự không cam lòng theo hoàng trưởng nữ và hoàng hậu đã nhiều năm hiện tại dù là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt chuyển sang theo tam hoàng tử cũng nhất định không được chào đón sau này quyền lực sẽ bị vô căn cứ rồi bị giáng chức còn có ngày tốt lành gì không bằng ôm lấy hiện tại với vinh hoa phú quý mọi người ngọc đá cùng vỡ lấy lại bình tĩnh ngự sử đại phu nói nhị công chúa không cần lo ngại việc của triệu quốc người triệu quốc tự nhiên sẽ xử lý, ngài xin trở về, hoàng thượng căn bản không nói được. Đào hoa nhíu mày, vẫn vào xem, gia vụ đế nằm trên giường, khuôn mặt cứng ngắc, không nhúc nhích được, càng không thể nói chuyện. Ngồi bên cạnh là tam triều nguyên lão đồ thừa sử thanh, nhìn nàng và trường quyết, nói, vi thần chiếu cố bệ hạ, chờ bệ hạ viết di chiếu, trước đó. Vi thần không để bất kỳ ai nhúng chàm môi vị hoàng đế triệu quốc hừ lạnh một tiếng, đào hoa hỏi, nếu người ta đánh tới kinh đô, muốn biến triệu quốc thành nước phụ thuộc, người cũng muốn tử thủ ngôi vị hoàng đế không còn hữu dụng kia. Công chúa nặng lời, đổ thừa sự quét đường phố, vì thần tin tưởng vào thực lực triệu quốc, không dễ dàng như vậy. Báo người bên ngoài mang tin tức vào, trực tiếp quỳ trước dương hoàng đế, đại ngụy quân đã công phá ba thành biên cảnh, đóng quân ở ngoại ô kinh đô. Đổ thừa sự thanh mặt cuối cùng có chút bối rối, nhìn đào hoa, miễn cưỡng duy trì chấn định, nhị công chúa và tam hoàng tử xin trở về. Chuyện còn lại, các lão thần sẽ xử lý. Sẽ xử lý cái quỷ gì? Người ta đã đánh tới, họ vẫn còn dối rắm những thứ này, không phải là chờ chết sao? Khương đào hoa tức giận, quay đầu nói với trường quyết, người mau chỉnh quân, trước bàn bạc với ngụy đế, để hắn mang binh lui 30 dặm sau đó điều hết binh lực trong tay ngươi, bảo vệ Đô Thành bằng mọi giá. Được, trường quyết lên tiếng rồi đi, đào hoa quay đầu, nghiêm túc nhìn đổ thừa sử quét đường phố. Ta hy vọng đại nhân hiểu, thiên hạ này không của một người, triệu quốc không chỉ dựa vào hoàng đế, khi đại nạn ập tới, họ khương giữ không được người trong thiên hạ, thì đổi một dòng họ khác đến bảo vệ. Không cần thiết khiến người trong thiên hạ đều vì Khương gia đưa tang đồ thừa sử thanh chấn động không thể hiểu được nhìn nàng nói nhị công chúa nói gì vậy nếu hoàng thất không yên thiên hạ cũng không ổn giữa hoàng thất và thiên hạ tất nhiên là phải bảo vệ hoàng thất trước cười lạnh một tiếng đào hoa lắc đầu cảm thấy không thể nói chuyện với những người này một đám gặm nhấm cơ nghiệp tổ tông như sâu mọt hại quốc gia làm sao có thể trông cậy vào họ xoay người rời đi Đào hoa mang theo thanh đài cưỡi ngựa dạo một vòng trong kinh đô, tăng cường tường thành và thủ vệ, rồi để trường quyết đóng quân ngoài thành, cuối cùng tự mình đi tìm mục vô hạ. Chấm biết ý tỉ tỉ, mục vô hạ nói, đại ngụy quân doanh sẽ lui 30 dặm, nhất định không phạm kinh đô triệu quốc, người an tâm. Cảm tạ hắn một lễ, đào hoa vội vàng đi thu xếp lương thảo. Mục vô Hạ nhìn, không nhịn được bảo người đi thông báo thầm tại giã phu nhân nhà ngươi có mang mà vẫn vất vả như vậy, ngươi cần gì phải bức nàng đến thế? Bóp tờ giấy, thầm tại giã cười lạnh, giang sơn xã tắc, vốn không liên quan đến phụ nữ, nàng cố tình liên lụy vào, trách được ai? Nói xong, quay đầu hỏi chạm lô, tình hình trong kinh đô thế nào? Văn võ bá quan triệu quốc đều không ủng hộ Khương Trường Quyết kế vị. Khương Trường Quyết một mình mang binh chấn thủ kinh đô, triều đình hỗn loạn. Thực là một đám người bảo thủ, thầm tại giã hư nhẹ, vậy tiếp tục tiến công, mỗi tòa thành của họ đều không có nhiều binh lực, ba ngày nữa, có thể đến cửa thành kinh đô thăm hỏi cố nhân. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 213. Chạm lô hơi ngạc nhiên, chủ tử nhà mình có kế hoạch như vậy, đánh bại thành chỉ không tốn nhiều công sức tiếp quản nha môn và quan phủ chẳng phải chỉ giống như mở đường mà không chiếm lĩnh hoàn toàn sao? Đã quyết định công kích triệu, đoạn đường này thành trì. Tại sao phải bỏ qua vô ích? Nghi ngờ này để trong lòng không dám hỏi ra, dù sao chủ tử làm việc đều có lý do của hắn, có lẽ hắn cũng không hiểu. Chạm lô thở dài, định đi xem tình hình thu thập lương thảo. Thì nghe thẩm tại giã nói, ngươi theo ta đi xem lữ hậu kia. Là, lữ hậu của triệu quốc tay cầm chính quyền, nhưng bị bắt đến quan vài ngày, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường bối rối. Liên tục bị tự yến quy tra hỏi về phương pháp chế dược, lữ hậu rất chật vật. Nhưng nàng rất thông minh, nói ra mấy tờ giả phương thuốc để lừa dối. Tuy nhiên, tự yến quy cũng không mốc, trước kia hắn đã nhờ ngự y nghiên cứu qua giải dược, mặc dù không thể nói ra toàn bộ dược liệu, nhưng cũng biết một số loại. Nữ nhân này viết phương thuốc không đúng, vậy hơn phân nửa là giả nương nương thật là cứng đầu tự yến quy nheo mắt đến mức này rồi còn không chịu nói thật là không muốn sống sao tóc tai bù xù ngồi trong cụi giam lữ hậu cười lạnh bản cung nói ra cũng không phải không thể sống sao nếu các ngươi có bản lĩnh cứ giết bản cung vậy còn có hai người đi theo bản cung chôn cùng hai người thẩm tại giã từ bên ngoài bước vào đứng chắp tay nhíu mày nhìn lữ hậu ngoài khương đào hoa còn ai nữa? Lữ hậu sống trong thâm cung, tự nhiên là không nhận ra họ là ai, nhưng khi nhìn thấy thẩm tại giã tướng mạo tuấn lãng, mang phong thái nho nhã, nàng không khỏi buông lòng đề phòng một chút, nhìn hắn nói, bản cung hứa không nói, nhưng nếu ngươi van cầu, bản cung có thể suy nghĩ lại. Thẩm tại giã nheo mắt, tự yến quy cười lớn, tin đồn lữ hậu triệu quốc phong lưu vô đổ, mê nam sắc, quả thật không sai nhưng mà dám đùa giỡn thẩm tại giã, cũng thật là gan lớn. Hừ lạnh một tiếng, thẩm tại giã tiến gần lồng giam hai bước, cúi đầu nhìn nàng nói, hoàng hậu nương nương không nói cũng được. Như thế nào, lữ hậu sợ hãi, lùi về phía sau, đừng dọa người, bản cũng chỉ không nói một cái tên mà thôi, ngươi có thể giết ta. Trừ khi các ngươi không cần giải dược nữa. Giết ngươi làm gì, khẽ mỉm cười, thầm tại giã mở lồng giam rút ra dao găm từ tay áo, ôn nhu nhìn nàng nói, nếu ngài viết ra phương thuốc, ngài vẫn có thể sống tốt, chỉ là. Xem ngài cũng không nghĩ tới ngày tốt lành, tóc và lông mày này không có, chắc hẳn không sao chứ. Dù sao cũng không nguy hiểm tính mạng. Lữ hậu, đầu tóc và lông mày đối với nữ nhân vô cùng quan trọng. Nàng không phải muốn xuất ra, không có đầu tóc và lông mày thì còn ra gì nữa. Thả rằng một đao giết nàng cho thống khoái. Ngươi, ngươi dừng tay, nhìn cây trùy thủ thật sự cắt đứt một mảng lớn tóc của nàng, lữ hậu hét lên, triệt để hoảng loạn, bản cung nói, bản cung nói. Còn có Khương Trường Quyết cũng trúng cổ độc, vì khẽ chấn động, thầm tại giã giận không kềm được, đưa dao găm trống lên cổ nàng, chuyện xảy ra khi nào. Bị sát khí của hắn dọa gần chết, lữ hậu run rẩy nói, chính là trước đây không lâu, Khương Đào Hoa còn không biết nhưng sư phụ nàng biết rõ chết tiệt khương đào hoa đau lòng nhất đúng là người đệ đệ kia nếu nàng biết rõ thì còn sao thẩm tại giã mím môi mắt lạnh lùng nhìn nàng nói lập tức viết giải phương ra nếu không ta sẽ làm ngươi thành người lợn chỉ trừ lại hai tay và miệng còn lại tất cả đều hủy diệt nói được làm được lữ thị trợn tròn mắt lúc này nếu nàng nói không có giải dược liệu có bị giết ngay lập tức không bản cung bản công sẽ viết ra người này so với người lúc nãy càng làm người ta sợ hãi toàn thân khí thế khiến người khác cảm thấy lạnh gáy mặc dù không biết hắn là ai nhưng nàng có trực giác đắc tội với người như vậy nhất định không có kết cục tốt trong tay bọn họ hẳn có phương thuốc nên mới biết nàng vừa viết là giả lữ hậu cắn răng nhận giấy bút cẩn thận suy nghĩ một chút về các loại thuốc ức chế cổ độc chọn những loại dễ tìm rồi viết lên sau đó thêm vào vài loại dược liệu tầm thương mà đại phu không thể tra ra thiếu viết một mặt mấu chốt rồi dè dặt đưa cho hắn giải dược này mỗi lần đều là bản cung tự làm lữ hậu nói dù các ngươi có cách tử cũng phải giữ lại ta để chế dược nếu không giải không được cũng không chắc thẩm tại giã bóp phương thuốc nhìn rồi đưa cho từ yến quy từ yến quy so sánh một chút gật đầu phải là cái này giải dược cuối cùng đâu thẩm tại giã hỏi lữ hậu sững sờ rồi sờ sờ người lấy ra một cái bình nhỏ ở đây cổ độc không có giải dược cuối cùng tạm thời lấy thứ gì đỉnh đỉnh đầu để tránh chọc giận mấy người này thẩm tại giã và từ yến quy đều không biết cổ độc sau khi nhìn giải dược nghĩ rằng dù sao lữ hậu vẫn còn bị nhốt ở đây nên không trở ngại gì vì vậy tạm thời buông tha nàng nhờ người tốt trông coi bản công không hiểu nhìn họ Lữ hậu cau mày nói, Khương Đào Hoa có gì tốt mà các ngươi đều bảo vệ nàng như vậy? Thẩm tại giã dừng lại, bọn họ, còn ai nữa? Tự nhiên là Thiên Bách Mi và Ngụy Đế, nhưng đầu lắng nghe tiếng động bên ngoài, Lữ hậu hí mắt, các ngươi không phải cũng là người của Ngụy Đế chứ? Hừ lạnh một tiếng, Thẩm tại giã vén rèm lên rồi đi ra ngoài. Tự Yến Quy đi theo phía sau, trong tay cầm giải dược nói, không biết vì sao, nàng dễ dàng đưa ra như vậy, ta lại cảm thấy không yên tâm. Vậy thì tìm cách hỏi lại, thẩm tại giã không vui nói, ngươi là môn chủ, không hỏi ra chút thông tin này, không sợ làm mất danh tiếng của Yến Quy môn. Hơi sững sờ, từ Yến Quy không hiểu liếc hắn một cái, ai lại chọc giận ngươi. Thẩm tại giã không lên tiếng, nhấc chân đi thẳng lên phía trước. Hắn truyền lời cho mục vô hạ, muốn hắn cùng mình nội ứng ngoại hợp tấn công kinh đô triệu quốc. Kết quả đứa bé kia sống chết không chịu, còn rút binh 30 dặm. Hắn không nghĩ ra nguyên nhân, ai ngờ lại là vì Khương Đào Hoa. Lữ Hậu hỏi vấn đề hắn cũng muốn biết đáp án, nữ nhân này có tài đức gì mà nhiều người lại quan tâm nàng như vậy. Đại quân tiến đến gần Kinh Đô, trong Kinh Đô văn võ bá quan không thể phân rời, có người chủ trương Khương Trường quyết kế vị, dù sao binh quyền đều trong tay hắn hắn lại là hoàng tử duy nhất, hoàng đế nằm liệt giường, hoàng hậu mất tích, trưởng công chúa chết thảm. Dưới tình huống như vậy, không phải chỉ có tam hoàng tử có thể chống đỡ cục diện sao? Có người không đồng ý, lên án mạnh mẽ rằng Khương Trường Quyết và đồng bọn chính là kẻ giết hại hoàng thất, loại người như vậy không đủ đức hạnh để làm đế vương. Đào hoa mặc kệ bọn họ ầm ý, chỉ mời ngự sử đại phu và đổ thừa sử thanh đi uống trà nhị công chúa không cần phải nói đồ thừa sử quét đường phố bọn thần sẽ không đồng ý để tam hoàng tử kế vị bình tĩnh rót trà cho họ đào hoa cười nói không cần nói gấp như vậy đâu cũng nên nghe ta muốn nói gì đã hai người nhìn nhau đồ thừa sử thanh nói công chúa xin rằng hiện tại triều cục đã loạn nhị vị kiên quyết không để trường quyết đăng cơ đơn giản là vì sợ rằng sau khi hắn lên môi sẽ đuổi tận giết tuyệt lữ hậu nhất đảng trước kia. Đào hoa cười, nhưng nếu trường quyết không thủ vững kinh đô này, cả nhà nhị vị có thể khó mà thoát khỏi chiến loạn. Hơi sững sờ, đồ thừa sự thanh nhíu mày, công chúa cần gì hù dọa bọn thân. Nhị hoàng tử không phải đã chuẩn bị lương thảo, binh lực để thủ thành sao? Hắn an bài là vì hắn là người triệu quốc, dù sao cũng nên che chở mẫu quốc của mình đào hoa nói nhưng nhị vị cũng không thể cho rằng đó là chuyện đương nhiên người đều có lòng tư lợi nếu trường quyết không thể kế vị thì việc chém giết này của hắn không có ý nghĩa đến lúc đó đại quân ngụy quốc nguy cấp hắn có thể sẽ không thủ thành mà là mở cửa thành hai lão thần nhíu mày phản ngự sử nói nhị hoàng tử bản tính thuần lương không phải là người như thế nếu là thuần lương thì phải tùy ý các vị đối xử như vậy làm bia đỡ đạn cũng không cho hắn những gì đang lẽ thuộc về hắn, thì ta thả dạy hắn làm người xấu. Đào hoa cười, người tốt trên đời, dù sao cũng không có hảo báo, làm chuyện tốt là chuyện đương nhiên, làm chuyện xấu là tội ác, tài trời. Vậy thì thà làm người xấu, thỉnh thoảng là một chuyện tốt còn được khen là tâm địa thiện lương. Ngài nói có đúng không? Phản ngự sự trầm mặc, đồ thừa sự thanh mím môi nói, mở cửa thành đối với hắn có ích lợi gì? nhị hoàng tử không cần thiết gánh chịu tội danh bán nước. Ta đến đại ngụy, quan hệ với hoàng đế và thừa tướng đại ngụy cũng không tệ, giống như người một nhà. Đào Hoa nói, hiện tại đại ngụy có ý định thu triệu quốc làm nước phụ thuộc, nghĩ lại triệu quốc cũng không mất mát gì, dứt khoát là một nhà, để dân chúng miễn khỏi chiến loạn. Hơn nữa quốc chủ của nước phụ thuộc cũng nhất định sẽ là trường quyết, cớ sao không làm. Ý là, nếu các người không để trường quyết đăng cơ, khi triệu quốc trở thành nước phụ thuộc, hắn vẫn sẽ là quốc chủ, và vẫn sẽ không để các ngươi sống yên ổn. Đồ thừa sử thanh trao mày, nhìn sâu vào đào hoa một cái, nói, không ngờ rằng nhị công chúa ngày xưa chỉ lo giặt quần áo, nay lại có bản lĩnh mây mưa thất thường như vậy. Quá khen, ta chỉ là phụ nữ mà thôi, phát hiện giọng nói của họ dịu đi, đào hoa đưa tay tới hai cuốn đồ, đây là hai đạo thánh chỉ không đóng ngọc tỷ nếu trường quyết đăng cơ, Ngọc Tỷ sẽ gặp chuyện, nhị vị xem thế nào. Đổ thừa sử thanh cùng phàn ngự sử ngừng lại, đều cầm lên xem. Trên đầu dĩ nhiên là liên tiếp phong thường, còn cho hai người tước vị, thừa kế phu quý. Đây là, trường quyết là đứa trẻ tri ân đổ báo, đào hoa vẻ mặt thành thật nói, nếu nhị vị có thể nỗ lực chống lại ý đám đông ủng hộ hắn đăng cơ, hắn sẽ vô cùng cảm kích và tôn trọng nhị vị nếu nhị vị không muốn làm công thần của tân đế, ta sẽ tìm người khác. Nói cho cùng mọi người đều quan tâm lợi ích của mình, với điều kiện phong phú như thế, cộng thêm không có đường lui khác, hai lão ngoan cố cuối cùng cũng động lòng. chương 214 Khương Đào Hoa chọn đứng về phía họ không phải vì địa vị của họ trong chiều cao nhất, mà vì họ có nhiều vây cánh nhất. Trong thời điểm mấu chốt, thái độ của họ sẽ ảnh hưởng đến thái độ của rất nhiều người khác thẩm tại ra tấn công triệu quốc lúc này thực ra cũng là giúp nàng, vì nếu không có ngoại xâm, những người kia sẽ không dễ dàng đồng ý để trường quyết kế vị. Nhưng, khi trường quyết kế vị, hắn sẽ thực sự phải đối đầu với thẩm tại giã trong một cuộc chiến chính diện. Sờ vào chút thịt thừa trên bụng, đào hoa lo lắng. Làm thế nào mới có thể ngăn cản một con rắn độc chiêm lấy những quả trứng chim mà hắn yêu thích nhất đây? Hoàng tỷ, muốn khai chiến câu chỉnh sửa. Với ai khai chiến, câu chỉnh sửa. Thẩm tại giã dẫn theo tiền phong doanh, đã đến kinh đô phụ cận, câu chỉnh sửa. Hắn mọc cánh, câu chỉnh sửa. Bất quá cứ như vậy đến xem, hắn là muốn tốc chiến tốc thắng. Kia chỉ cần chúng ta bảo vệ kinh đô, kéo thượng hắn mấy tháng, đại ngụy liền chỉ có triệt binh. Câu chỉnh sửa. Kéo dài được không? Đào hoa lo lắng hỏi. Hoàng tỷ cần phải tin tưởng ta, chỉ cần này kinh đô bên trong đừng ra phản đồ, vậy thì nhất định kéo được. Câu chỉnh sửa, đào hoa nhẹ gật đầu, không chần chừ lâu, liền kéo thanh đài đến trước mặt mình, nghiêm túc nhìn nàng. Ngài muốn hỏi nô tỳ cái gì, trực tiếp hỏi liền là. Câu chỉnh sửa, người có biết ai trong chiều trung thành với lữ hậu không? Đào hoa hỏi thẳng, thanh đài dù sao cũng từng là người của lữ hậu, dù không biết nàng biết bao nhiêu, nhưng ít ra cũng rõ ràng hơn nàng này kẻ nô tỳ đúng là không biết nhưng nô tỳ biết rõ lữ hậu cung bên trong có quyền tập thượng đầu còn nhớ có chính là không biết kia sách đặt ở ở đâu câu chỉnh sửa hoàng cung hiện tại đều vô ích tìm quyền sách đó chắc không khó đào hoa đứng dậy đi ra ngoài vừa đến cửa thì gặp sư phụ của mình người định đi đâu thiên bách mi sắc mặt vẫn còn tái nhợt nhưng tinh thần đã hoàn toàn hồi phục hỏi lời này nên đồ nhi tới hỏi ngài thương thế chưa lành xuống giường làm gì câu chỉnh sửa vì sư lại không phải là nũng nịu cô nương da xương cốt không gãy chính là chốt ít thương da thịt cũng muốn liên tục cùng người tàn phế dường như nằm không thành ngược lại ngươi gần nhất không phải là liên tục không thoải mái sao còn đi nơi nào câu chỉnh sửa vì sư lại không phải là nũng nịu cô nương da xương cốt không gãy chính là chút ít thương da thịt cũng muốn liên tục cùng người tàn phế dường như nằm không thành ngược lại ngươi gần nhất không phải là liên tục không thoải mái sao còn đi nơi nào câu chỉnh sửa chủ tử muốn vào cung đi tìm sách câu chỉnh sửa cái gì sách ta đi tìm câu chỉnh sửa đổi nhi cũng không phải là tàn phế a à, tại sao phải nằm ở trên giường câu chỉnh sửa người thân thể nếu là sụp đổ đó mới là thực xong rồi câu chỉnh sửa. Đào hoa biểu môi, thở dài, nói cho hắn biết quyển sách đó là gì và ở đâu, rồi ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Thiên Bách Mi đứng dậy ra ngoài, nhanh chóng tìm được quyển sách. Mở sách ra xem, hắn chọn vài cái tên đặc biệt không vừa mắt, rồi đi hỏi thăm một lượt. Trong khi đám người đồ thừa sử thanh còn do dự, họ nghe tin có ba người trong chiều chết bất đắc kỳ tử, tất cả đều là tâm phúc của lữ hậu, chuyên làm việc hại lý quốc không thể một ngày không có vua bọn thần nguyện ý ủng hộ nhị hoàng tử kế vị câu chỉnh sửa đào hoa hơi ngạc nhiên cười đón nhận hảo ý của họ sau đó bàn bạc thêm quyết định trước hết để trường quyết tạm quản ngọc tỷ chờ sau khi đại chiến kết thúc mới đăng cơ đổi nhi cũng không nói muốn làm cái gì ngài làm sao sẽ biết muốn diệt trừ mấy người này câu chỉnh sửa mấy người này lúc trước là theo trường quyết không qua được ta chỉ là đi xem hắn một chút môn trôi qua như thế nào không nghĩ tới bọn họ như vậy không kinh đánh câu chỉnh sửa hắn không định giết người nhưng ra tay không đúng mức giết chết vài người còn sợ làm hỏng việc của nàng kết quả lại thành công ngoài mong đợi câu chỉnh sửa dù sao kết quả này cũng tốt việc thuyết phục những người khác trong chiều giao cho hai vị kia hiện tại trường quyết chỉ cần yên tâm ứng chiến không còn phải lo lắng ở nhà nàng chỉ có thể giúp hắn đến thế trong quân doanh ngoại ô của mục vô hạ vì thần cấp bệ hạ thỉnh an câu chỉnh sửa người vội vã như vậy gấp rút chạy tới mã cũng nên mệt muốn chết rồi câu chỉnh sửa lại không vội chờ triệu quốc tân đế kế vị nhưng bọn họ có cơ hội thờ dốc vậy thì phiền toái câu chỉnh sửa người coi là thật muốn công kích triệu câu chỉnh sửa nếu đã đến đây tất nhiên là muốn cầu xin cái kết quả câu chỉnh sửa nhưng nhưng khương đào hoa vẫn ở trong thành nếu đánh nhau nhỡ nàng có mệnh hệ gì thì sao hoàng thượng chức vị cao cũng không thể chỉ lo chính mình khai cương khoách thổ là đối toàn bộ đại ngụy đều có chỗ tốt sự chẳng lẽ muốn bởi vì chút ít tư tình liền buông tha câu chỉnh sửa mục vô hạ trầm mặc hắn từng nghĩ thầm tại giá trị giả vờ để Khương Trường quyết thuận lợi kế vị, vì hắn ban đầu cũng nghĩ vậy. Nhưng, quá đơn giản, thầm tại giá nổi danh là rắn độc, chắc chắn không chỉ le lưỡi. Dù sao Khương Tỷ Tỷ còn mang ngươi con nối dòng, câu chỉnh sửa. Huống chi hiện thời thần cùng nàng đã là đối lập lập trường, thấy cũng không có ý gì. Câu chỉnh sửa, như vậy mà lãnh đạm, mục vô hại nhíu mày, cảm thấy hắn quá vô tình nhưng chuyện giữa vợ chồng hắn là đứa trẻ nên yên lặng xem binh thư thì tốt hơn thẩm tại giã lạnh lùng ra khỏi trướng sau đó tìm đến chuồng ngựa dắt hai con khoái mã mang theo chạm lô lợi dụng bóng đêm chạy như điên về kinh đô triệu quốc chủ tử ngài không phải là không muốn gặp phu nhân sao câu chỉnh sửa còn là ăn nhiều một chút đầu óc heo đi câu chỉnh sửa suốt dọc đường hắn đều lo lắng cho nàng đã đến gần kinh đô, làm sao có thể không nhìn xem. Tình cảnh lời nói tự nhiên là muốn trong tình cảnh nói, nhưng cụ thể muốn làm gì, còn phải do hắn quyết định. Đêm khuya yên tĩnh, đào hoa đang ngủ trong cung, trao mày như đang gặp ác mộng. Thanh đài đóng cửa lại ra ngoài, thình lình gặp vài bóng đen, kéo nàng sang một bên. Ai đó, thanh đài nhíu mày. Người thế nhưng lựa chọn bán đứng hoàng hậu, câu chỉnh sửa. Ta không cảm giác mình làm sai, sai hẳn là hoàng hậu nương nương. Câu chỉnh sửa: Hoàng hậu nương nương tạo điều kiện cho ngươi ăn mặc lớn lên, ngươi lại phản bội nàng, còn cảm giác mình đúng vậy. Câu chỉnh sửa: Thanh Đài trầm mặc, khẽ cúi đầu, thực sự họ đều do Lữ thị nuôi lớn, nên phải trung thành với nàng, nhưng đây là ngươi cơ hội cuối cùng, giết nàng, vì hoàng trưởng nữ cùng hoàng hậu nương nương báo thù từ nay về sau chúng ta liền không nợ lữ thị bất luận cái gì, có thể đi qua tiêu giao cuộc sống. Câu chỉnh sửa, tử sĩ được bồi dưỡng phải thuần phục và báo ân, không trả hết tình nghĩa lữ thị, đám người kia không thể an tâm. Thành đài nhíu mày, định từ chối, bỗng có một bóng khác bay qua, không nói lời nào đạp mấy bóng đen ra xa. Vẽ đường cho hưu chạy còn diễn giải nghĩa, còn lữ thị nhân tình, các ngươi lấy cái gì bồi phu nhân nhà ta tính mạng câu chỉnh sửa ngươi là ai câu chỉnh sửa vấn đề này các ngươi có thể đi hỏi diêm vương câu chỉnh sửa bị sát khí của hắn dọa mấy bóng đen liều mạng lui về phía sau không ngờ lại đụng phải người quay đầu lại người này đang nhìn xuống bọn họ khi họ còn chưa kịp phản ứng cổ họng họ chợt lạnh máu tươi bắn tung tóe vài người không kịp rên đã ngã xuống đất những người này là lữ hậu nhân câu chỉnh sửa cho nên ngươi cũng là lữ hậu nhân. Câu chỉnh sửa. Thanh đài im lặng. Nàng như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi lại giúp đỡ người khác tới hại nàng. Câu chỉnh sửa. Nô tỳ tuyệt không hại chu tử tâm, hôm nay liền tính tướng ra không đến, nô tỳ cũng sẽ không đáp ứng bọn họ. Câu chỉnh sửa. Ngươi người như vậy, lưu ở bên người nàng cũng là gieo hỏa, chính mình đi thôi. Câu chỉnh sửa. Thân thể cứng đờ, thanh đài không dám ngẩng đầu, chỉ siết chặt tay. Nàng không muốn đi đâu cả, nợ chủ tử còn chưa trả hết. Không nói thêm lời nào, thẩm tại giã trực tiếp đẩy cửa sau điện, hướng về giường mà đi. chương 215 Gần đây, Khương Đào Hoa ngủ rất sâu, dù bên ngoài có ồn ào thế nào, nàng cũng không tình. Thẩm tại giã đốt đèn, ngồi xuống mép giường nàng, nhíu mày nhìn khuôn mặt nàng. Chỉ mới hai tháng không gặp, sao nàng lại tiêu tụy thế này? Thẩm tại giã sờ lên mặt nàng, chẳng còn bao nhiêu thịt. Dù đang ngủ, lông mày nàng vẫn nhíu chặt, có phải đang gặp ác mộng? Hắn vốn chỉ định sang xem nàng thế nào, không có ý định ở lại lâu. Muốn lập tức ra khỏi thành mới an toàn, nghĩ vậy, thẩm tại giã vẫn cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh nàng. Đào hoa chờ mình, theo thói quen đưa tay ôm lấy eo hắn. Lông mày dần giãn ra, nàng còn mấp máy miệng. Thẩm tại giã khẽ cười, tâm trạng cuối cùng cũng tốt lên chút ít, đưa tay vén tóc trên mặt nàng, vỗ nhẹ lưng nàng. Chạm lô từ bên ngoài vào, định nói gì đó, nhưng khi thấy cảnh tượng này, lập tức lấy tay che mắt, lui ra ngoài đóng cửa lại. Thế nào rồi, thanh đài với tâm trạng phức tạp nhìn hắn, không thể giúp ta cầu xin sao? Chạm lô lắc đầu, kéo nàng đến bên cạnh, không phải không thể, mà hiện tại không tiện không tiện thanh đài sững sờ nhìn về phía chủ điện cau mày nói chủ tử nhà ta thoát khỏi triệu quốc đối nghịch với tướng gia tướng gia cũng không tức giận sao sao lại không tức giận chạm lô cười khẽ chủ tử tức giận đến mức mấy ngày cũng không ngủ ngon thế thì vậy tại sao bây giờ lại ôn nhu như thế tướng gia là người ngoài cứng trong mềm hắn biết rõ ý tưởng của chủ tử nhà ngươi giận cũng chỉ giận trong chốc lát vừa nghe thấy chủ tử nhà ngươi không khỏe, lòng như lửa đốt, lo lắng cho nàng, sợ nàng gặp chuyện không may. Chạm lô thở dài một tiếng, thật ra tướng ra rất tốt, nếu chủ tử nhà ngươi có thể hiểu hắn một chút, hai người nhất định sẽ hòa thuận. Hiểu hắn, thanh đài nhíu mày, chủ tử nhà ta còn chưa đủ hiểu tướng ra sao? Lúc trước ở đại ngụy, mặc dù muốn tự tìm đường sống, nhưng luôn chọn đường có thể giúp tướng ra. Nàng mới là người ngoài cứng trong mềm, thêu áo choàng đến tay bị châm thành cái sàng cũng không đòi thường, vì làm vài món ăn từ sáng đến tối, cuối cùng tướng ra còn chưa ăn hết phân nửa. Chạm lô sững sờ là món ăn phu nhân cuối cùng để lại ở tranh xuân các sao. Đúng vậy, thanh đài gật đầu, nàng đã làm rất lâu. Phu nhân đã thả mê dược vào rượu, ra đã nhận ra, nên tức giận hơn, bắt người đổ hết món ăn. Chạm lô giờ khóc giờ cười nói, may mà ta hiểu tâm tư ra, không thật sự đổ đi, kiểm tra xong, ngày hôm sau hâm nóng lại rồi đưa lên, ra đều ăn. Hắn ăn hết món đó, còn những món khác cũng không động đến. Rằng coi nhiều ngày, cuối cùng bị từ yến quy cưỡng chế đổ đi. Từ môn chủ lúc ấy đã mắng thế nào, dám níu lấy cổ áo ra giống lên, ngươi là nữ nhân sao? Tình nhân bỏ đi liền không ăn không uống muốn chết muốn sống. Ngươi tưởng ngươi là thần tiên, cái gì cũng không ăn mà còn có sức làm những thứ khác. lời này là vì tốt cho tướng gia nhưng kết quả là hắn vẫn bị tướng gia đánh một trận. gia không nói gì chỉ dùng hành động thực tế cho hắn biết hắn vẫn còn sức. tự yến quy phục nằm trên mặt đất bất đắc dĩ nói người thật là một kẻ điên. ta không điên thẩm tại dã nói chỉ là món ăn trong phủ càng làm càng khó ăn nuốt không trôi mà thôi. Thanh Đài nghe xong trợn mắt há hốc mồm, ấp ốm nói, món ăn chủ tử nhà ta làm mặc dù rất tốt, nhưng cũng không thể so với đầu bếp chuyên nghiệp được a. À. Sao ngươi đần thế, chạm lô lắc đầu, hắn đâu phải thích món ăn đó, rõ ràng là để ý phu nhân muốn chết, nhưng không muốn nói thẳng ra thôi. Thanh Đài im lặng, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi, nếu ra để ý phu nhân như vậy, tại sao còn tấn công triệu quốc? chủ tử tất nhiên sẽ không muốn để triệu quốc trở thành nước phụ thuộc của đại ngụy. Cái này ta cũng không hiểu, chạm lô chống cảm nói, có những tâm tư chỉ hai vị chủ tử này mới biết, chúng ta là tùy tùng, chỉ có thể nghe lệnh mà làm. Thanh đài thở dài, nhìn cửa chủ điện vẫn đóng, cảm thấy tướng gia chắc chắn muốn ở đây qua đêm, liền kéo chạm lô đứng lên, đi thu thập thi thể, để bọn họ được nghỉ ngơi. Khương đào hoa đã lâu không mơ thấy thầm tại giã nhưng đêm nay sau khi trải qua cơn ác mộng đầy máu nàng lại mơ thấy hắn trong mơ thẩm tại giã ôn nhu ôm nàng mang nàng rời xa biển máu đứng trên mái hiên cao sao người lại đến đây nàng hoảng hốt hỏi thẩm tại giã cười cúi đầu nhìn bụng nàng nói ta đến xem con của chúng ta con ư đào hoa kinh ngạc vội vàng trột dạ ôm bụng người trước mặt biến sắc nhíu mày hỏi ngươi có lừa ta không Tử Yến Quy không nói với ngươi sao? Đào Hoa liên tục lùi về phía sau, đứa trẻ này là giả mà. Giả, thẩm tại giã giận dữ, lập tức đẩy nàng, dưới chân không còn gì, cả người nàng rơi vào biển máu vô biên vô hạn. Không có con, vậy ngươi cũng đi chết đi. a à, cảm giác nặng nề kéo nàng ra khỏi giấc mộng, đào hoa mở mắt, mờ mịt nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong cung điện, ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ chạm trổ dọi vào. Chủ tử, thanh đài đẩy cửa vào, mang nước lau mặt cho nàng, sao vậy? Ngủ không ngon sao? Đào hoa thở dài, sờ bụng, lắc đầu nói, không có gì, chỉ là cơn ác mộng. Giấc mộng này thật đáng sợ, từ Yến Quy đã nói với thẩm tại giã về chuyện bụng nàng chưa? Nếu chưa, phải làm thế nào bây giờ? Rời giường rửa mặt, đào hoa đang định tìm người hỏi thăm, thì gặp sư phụ và trường quyết từ bên ngoài bước vào. Hoàng tỷ, Trường quyết vẻ mặt nghiêm trọng, thầm tại giá đã hội hợp cùng ngụy đế, hiện đang ở cách kinh đô 30 dặm, tạm thời không có động tĩnh gì. Ừ, đào hoa gật đầu, tình hình trong chiều thế nào? Những người phản đối ta đăng cơ không nhiều, nhưng phần lớn giữ im lặng, chưa nói ý kiến. Khương Trường quyết nói, cũng không có gì đáng lo, nhưng nếu thật sự đánh nhau, một mình ta không đủ, cần phải dùng đến các tướng quân, phó tướng và văn thần trong chiều nhưng chỉ sợ những người này không hoàn toàn thần phục hắn ngược lại sẽ thêm phiền toái chỉ dùng người mình biết cũng là bản lĩnh của đế vương đào hoa vỗ vai hắn tỉ tỉ tin tưởng ngươi thiên bách mi cũng cười nói ngươi không cần lo lắng điều này nếu ai muốn phản bội ngươi vi sư sẽ tự tay lấy mạng hắn bất đắc dĩ kéo thiên bách mi qua một bên đào hoa lắc đầu nói sư phụ giết người không giải quyết được vấn đề ngài phải để trường quyết tự mình nghĩ cách cân bằng quan hệ trong chiều, nắm giữ mâu chốt nhân. Ta biết, thiên bách mi mỉm cười nhìn nàng, nhưng giết người không phải hoàn toàn vô dụng, chẳng phải dư đảng lữ thị sáng sớm hôm nay đã đến quy phục sao? Hả, Khương Đào Hoa ngạc nhiên, vội vàng quay đầu hỏi trường quyết, thật sao? Trường quyết gật đầu, lãnh phụng thường cầm đầu nhất đảng, sáng sớm nay đã đến tìm ta, nói nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng ta bảo vệ kinh đô. Sớm biết Lữ thị vừa mất, có thể có nhiều lợi ích thế này, nàng đã bảo sư phụ trói họ từ sáng sớm. Đào Hoa vỗ tay, nhìn hắn nói, vậy ngươi tự mình cân nhắc, xem có muốn dùng những người này không. Trừ những người này, không còn ai khác có thể dùng. Khương Trường quyết nói, ta dự định thử xem. Được, Đào Hoa cười hỏi hắn, còn điều gì cần hoàng tỷ và sư phụ giúp? Ngươi cứ nói ta hiểu rõ, trường quyết chắp tay, hướng họ thi lễ, rồi vội vã rời đi. Bên ngoài còn có quan viên đang chờ, tiếp tục bẩm báo sự việc. Trường quyết đã trưởng thành, đào hoa nhìn bóng lưng hắn, cảm khái nói, không ngờ đã có thể đội trời đạp đất. Thiên Bách mi đứng bên cạnh nàng, vuốt cằm nói, đúng là vậy, nhưng tiểu tử, người mới chưa đến 19, làm bộ lão thành. Sư phụ, đồ nhi tâm đã già rồi. Đào Hoa nghiêm túc nói, người không dựa vào tuổi mà sống, mà dựa vào tâm, tâm già rồi, người cũng già rồi. Nói bậy, Thiên Bách Mi lắc đầu, ngươi còn trẻ mà, nhìn trường quyết có thể một mình đảm đương một phía, ngươi cũng đừng lo lắng nhiều, cứ sống tốt cuộc sống của mình. Hắn lớn lên là chuyện của hắn, nên quan tâm vẫn phải quan tâm. Đào Hoa nháy mắt, đột nhiên nịnh nọt kéo tay áo Thiên Bách Mi. Sư phụ có thể dẫn ta ra ngoài dạo chơi không? Nhìn nàng một cái, Thiên Bách Mi có dự cảm xấu, ngươi muốn đi đâu? Nhà của Lãnh Phụng thường đào hoa nói. Quả nhiên lại muốn quan tâm, Thiên Bách Mi bất đắc dĩ, cầm áo choàng đi ra, trùm lên người nàng, ôm nàng dậy, ngươi vào phủ của hắn làm gì? Không lần lượt bái thiếp, chúng ta lén đi. Đào Hoa giảo hoạt nói, tốt nhất có thể trốn trên xà nhà, giẫm mái hiên gì đó giờ khóc giờ cười, nhưng Thiên Bách Mi vẫn đồng ý, che chở nàng lẻn vào phủ Phụng Thường, núp trên xà nhà thư phòng. Không đầy một lát, lãnh Phụng Thường trở lại, mang theo tùy tùng, ngồi xuống bên bàn hỏi, đã thăm dò rõ ràng binh lực đại ngụy chưa? Rõ ràng, tùy hình gật đầu, cả ngụy đế và thẩm thừa tướng yêu thích, đều đã hỏi thăm rõ ràng. Rất tốt, lãnh Phụng Thường phất tay bảo hắn ra ngoài. Rồi tiếp tục xem thư tín trong tay. Đào Hoa không lên tiếng, nằm trong lòng Thiên Bách Mi nghe, chờ hắn có việc rời đi, liền bảo sư phụ mang nàng rời đi. Lãnh Phụng thường này giống như thật lòng muốn giúp đỡ thủ thành. Thiên Bách Mi nói, công phu hạ được không ít. Đào Hoa hạ mắt, đi tới, nói nhỏ, nếu hắn thực sự hạ công phu thủ thành, vậy cũng tốt lắm. Thiên Bách Mi sững sờ, sau đó nhíu mày, vi sư không giỏi đấu tâm tư với người trong triều nếu ngươi nghĩ ra điều gì, hãy thương nghị với trường quyết. Ừ, nhu thuận đáp lời, nhưng đào hoa không có ý định nói cho trường quyết, chỉ gọi thanh đài, bảo nàng đi phủ phụng thường thủ thêm vài ngày. Đại quân áp sát thành, văn võ bá quan dù có nhiều ý kiến cũng tạm thời gác lại, toàn lực ủng hộ khương trường quyết thủ thành. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn